Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch trên 6 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, các đối tượng tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 6 tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Cũng tại tỉnh Hà Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Với hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2021, ba bị can đã bị bắt tạm giam gồm: Phùng Thị Hoa, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Giang phạm văn khuôn nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn thị kim tuyến phó trưởng phòng giáo dục thường xuyên giáo dục dân tộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hàng chục tỷ đồng hiện công an tỉnh hà giang đang khẩn trương điều tra mở rộng làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan Liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định kỷ luật hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định xóa tư cách phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái, Ông Thái, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận giai đoạn 2009-2021, được Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân miễn nhiệm chức danh này vào tháng 1 năm 2021 để nghỉ hưu. Trong giai đoạn công tác, ông Thái đã cấp giấy phép xây dựng cho chung cư mini số 37-29-70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Tháng 9 năm 2023, chung cư mini xảy ra hỏa hoạn, làm 56 người chết, 37 người bị thương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định khiển trách ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Ông Thái và Cường bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã chịu kỷ luật đảng vào ngày 29 tháng 3 vừa qua. Thưa quý vị, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh chắc học hai ngày qua, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng đề nghị hỗ trợ. Nhiều ngân hàng vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng này. Ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng hay bất cứ thông tin cá nhân nào khác trên mạng xã hội để tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng. Trong trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học hay khi thực hiện xác thực sinh trắc học với các giao dịch trực tuyến theo quy định, khách hàng có thể tới điểm giao dịch gần nhất để được cán bộ ngân hàng hỗ trợ trực tiếp.